Đối với em thì không phải đối với em nữa mà là em đọc có cái sách đó, thì theo tiến sĩ nói thì là một bữa ăn chuẩn nó phải theo tỷ lệ là 7 và 1. Thì có nghĩa là sao? 7 1 có nghĩa là 7 là 85% thực vật và 1 là 15% động vật. Thì có rất nhiều người phản biện về cái tỷ lệ này, bởi vì người ta nói nếu mà ăn như vậy á thì thiếu protein thì làm sao sống được. Thì tiến sĩ mới đưa ra một cái ví dụ rất là hay, đó là tinh tinh. Thì tinh tinh là một loài gọi là có cấu tạo và cái hệ thống gần như giống mình nhất. Thì theo nghiên cứu á thì tinh tinh thì nó tiêu thụ trong người là 95,6% là thực vật trong suốt quãng đời của nó. Thì ngoài ra thì khi mà xét nghiệm á thì đường ruột con tinh rất là tốt, thì nó chứng tỏ khi mà con người mình cũng vậy, nếu mà mình tiếp thụ rau nhiều á thì nó cũng sẽ rất là tốt cho cơ thể và tạo một cái đường ruột tốt và tạo ra những enzyme tốt. Thì theo trong nghiên cứu của tiến sĩ á thì ngoài ra tiến sĩ còn nói một bữa ăn chuẩn á thì chúng ta nên có là ví dụ 50% các loại hạt, 35 đến 40% là trái cây, 10 đến 15% là động thực vật. Ngoài ra thì chúng ta có thể trong bữa ăn có thể thêm trà thảo dược hoặc là rong biển. Còn những thức ăn nên tránh trong bữa ăn, ví dụ là mình uống vừa uống sữa hoặc là chế biến hoặc là gì đó mà rất nhiều phô mai hoặc là mình cho nhiều mỡ dầu, nó không tốt. Rồi thì Wendy thấy là cái mà gạo trắng á, thì tại sao mà người ta họ lại nói là không có chứa năng lượng sao? À, gạo trắng là khi khi mà một người nông dân người ta trồng lên một cây lúa và ra gạo, thì trong cái lúa lúc mà mình sản xuất ra gạo thì nó có lớp vỏ và Lớp lớp cám. cám. Thì khi gạo trắng là cái loại gạo mà nó được vỏ và cám bị gọi là sao đó, trừ khử rồi. Thành ra cái ưu điểm thứ nhất á, là gạo trắng nó khi mà mình rang ra ngoài á, nó sẽ bị oxy hóa nhanh hơn các loại gạo khác như là gạo lứt nè, yến mạch, lúa mạch, những cái đó tốt hơn nhiều. Không chỉ vậy thì khi mà bị mất lớp vỏ đi rồi, mất vỏ và cám á, thì gạo trắng nó sẽ không chứa những chất dinh dưỡng bằng với lại những cái loại gạo mà còn vỏ và còn cám. Và nhưng mà nhiều người hay sử dụng bởi vì thực tế là gạo trắng rất là ngon và mềm, nhưng mà cái đó không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra trong cái cuốn mà tiến sĩ Hirama đã ghi cái Enzyme Factor thì tiến sĩ có làm một thí nghiệm, đó là giữa gạo trắng và gạo lứt. Thì gạo trắng thì không 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 còn cám và phôi, thì gạo lứt thì còn cám và phôi. Thì tiến sĩ lấy hai hạt gạo đó ngâm vào nước và ở một cùng một nhiệt độ nhất định, thì sau một thời gian á, thì tiến sĩ thấy rằng gạo trắng á, khi mà ngâm xong thì nó sẽ không mọc lên một cái mầm hay chồi nào khác, nhưng khi mà ngâm gạo lứt vào nước á, thì nó lại có thể lên một cái mầm mới. Thì đó chứng tỏ là trong gạo trắng nó không không còn nước sống, không một sự sống nào cả. Thì cái mà ngâm cái hạt gạo mà nó nảy mầm á, là giữa gạo trắng và gạo lứt đó là cái thí nghiệm của tiến sĩ. Chứ còn cái mà cái trải nghiệm của em khi ở đây mà vừa giữa mà ăn gạo trắng ở dưới nhà với lại gạo lứt ở trên này nó như thế nào? Thật sự thì về gạo lứt thì riêng gia đình của em thì nó hơi đặc biệt là em, nhà em là cũng không xài gạo trắng. Dạ Từ dưới em kia luôn, từ dưới Sài em Gòn là đã dạ không từ ăn. từ xứ Sài Gòn thì gia đình đã ăn gạo lứt, nhưng mà gạo lứt đỏ, gạo lứt là cái không phải gạo lứt trắng nữa, gạo lứt đỏ. Dạ thì ăn cái đó mặc dù nó không ngon lành gì đâu, nhưng mà em biết nó tốt sức khỏe, nhưng mà em vẫn ăn thì nó sẽ làm cho cơ thể nó tốt hơn. Dạ. Chính bản thân em cũng trải nghiệm. Dạ. Và một con